Ôi, xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một lô đất. Lô đất gọi là siêu VIP nha mọi người. Lô đất này là lô đất rất lớn. Hiện tại em đang đứng tọa lạc với vị trí lô đất thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với lô đất này, diện tích là 42.000 m2 nha mọi người. Đây, nó sở hữu cho mình là 400 m mặt tiền đường nhựa. Đó. Chạy dài lên đây và 350 mét mặt tiền đường đất. Đường này thì chuẩn bị lên đổ nhựa luôn nha mọi người. Thì đây, với cái lô đất chúng ta là 42.000 m2, tổng hai mặt tiền, hai mặt đường là một mặt đường hiện hữu nhựa là 400 mét mặt tiền đường nhựa và 350 mét mặt tiền đường đất. Thì hiện tại là lên trên lô đất 42.000 m2 này có 600 mét thổ cư. Đó. Rồi còn bao nhiêu còn lại là đất trồng cây lâu năm. Cái đặc điểm thứ hai này, lô đất này nó giáp đường với đường Mỹ Xuân Ngãi Giao nữa mọi người. Từ cách đường Mỹ Xuân Ngãi Giao của xã Láng Lớn đi vô thì 30 mét thôi. Lô đất này nằm ở trong khu dân cư luôn nha mọi người. Đây đó. Điện với đường nhựa đầy đủ. Điện nước sạch thì khi nào mà có dân cư ở thì cấp thôi. Hiện tại những khu nhà cái đó thì người ta đã dùng nước sạch rồi nha mọi người. Cái lô đất này thì nói với mọi người luôn, lô đất này chỉ thích hợp làm nghỉ dưỡng, làm farm tay nghỉ dưỡng hoặc là phân lô bán nền hoặc là một dự án nào đó thôi. Thì em nói là hiện tại là chủ đất này đưa ra bán là bán dự án. Đó, mọi người thấy đó. Hiện tại giá dự án đưa ra là 75,6 tỷ. Thì lô đất này thì nó cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 cây số. Rồi cách sân bay Long Thành luôn khoảng 30 cây, thị xã Phú Mỹ là 15 cây. Về thành phố Vũng Tàu là đâu đó khoảng 35 cây nha mọi người. Thì đi ra ra thị trấn thì nó tầm khoảng 10 cây số rồi. Thì cái lô đất này nó cách chợ Láng Lớn 2 cây số. Trường học, đường Mỹ Xuân Ngãi Giao thì nó gần xịt rồi. Cái đó là lô này thì lô này rất là nhiều sổ đỏ nha mọi người. Thì đã có sổ đỏ công chứng sẵn thì mọi người có thì xem đi xem đất hoặc ngại về sổ sách thì sổ sách có đầy đủ rồi nha mọi người. Sổ là công chứng hàng công chứng liền thôi. Lô đất này 400 mét mặt đường này nè. Đó là đường giáp đường Mỹ Xuân Ngãi Giao. Lô đất này rất là gần nha mọi người. Hiện tại là khu dân cư cái này là nằm đường một sẹt đường vô đường Mỹ Xuân Ngãi Giao vô một sẹt. Thì lát nữa em sẽ dẫn mọi người đi ra đường Mỹ Xuân Ngãi Giao, mọi người xem đây, lô đất này bằng rất là bằng phẳng. Thì những cái hàng cây đó là chủ đất đã trồng để biết là đó là cái ranh giới chừa đường. Bên đây cũng vậy, chừa đường chừa điện đó, cọc đồ đường nhựa nhà nước đổ kìa mọi người thấy đó, hai bên là cây để chừa đường với lề đường. Bên đây cũng vậy, bên đây cũng sắp đổ nhựa rồi đó, em cũng thông tin cho mọi người biết đó. Đường ở trong đó đi thông đi qua xã Bình Ba, đi qua khu công nghiệp Suối Nghệ. Lô đất rất là bằng phẳng nha. Cái lô đất này chủ đất người ta đã san lấp mặt bằng sẵn rồi, nói chung là hoàn thiện hết rồi đó. Vì diện tích lớn nên số tiền nó rất là lớn. Nó tới 42.000 m2. Có 600 m thổ cư. Tổng hai mặt tiền lại là gần 750 m. Thì chủ đất kêu giá là 75,6 tỷ. Thì đâu đó tầm khoảng 1 triệu rưỡi một mét vuông nha mọi người. Đó. Trong đó có dân ở nè, dân cư, nói chung là dân cư ở xung quanh. Nhà đồ bên kia kìa mọi người. Đó, bây giờ em chạy ra đường Mỹ Xuân Ngãi Giao cho mọi người xem nha. Hiện tại mùa mưa đó mọi người thì cỏ nó lên nè. Nó lên nhưng mà nó lên không bao nhiêu. Cái này chỉ phát cỏ trong vòng một ngày một thôi là cỏ này coi chuối lủi hết. Đây, em chạy ra cho mọi người xem tuyến đường Mỹ Xuân Ngãi Giao. Đó. Toàn cảnh lô đất của chúng ta đây, bắt đầu từ hướng tay em chỉ nè, chạy dài đó, bao vọc đó là đất của chúng ta.
Hiện tại lô đất này là nằm khu dân cư xung quanh luôn nha mọi người. Đây, lô đất này là cực hiếm. Lô đất này rất thích hợp làm dự án nha mọi người. Đây, khu dân cư đây. Đây, tới đây là hết danh đất của chúng ta rồi nè. Đây, nó còn bên đây nữa. Bên đây là hết danh đất của chúng ta nè. Lô đất này tới 3-4 mặt tiền lận. Đó, tới bên đây là hàng rào bước 40 đất của người ta. Đây, mình chạy đây. Đó, từ lô đất này chúng ta chạy ra đường Mỹ Xuân Cây Giao nè. Đây là đường Mỹ Xuân Ngãi Giao này nha. Này là đường Mỹ Xuân Ngãi Giao của thuộc xã Lăng Lớn nha. Đây, mọi người thấy khu dân cư xung quanh nè. Có đông đúc ghê không? Đó. Cái tuyến đường đó chạy ra thị trấn Ngãi Giao thì 5 cây số nha. Đó, chạy ngược về đây nè, chạy ngược về thị xã Phú Mỹ ra là 15 cây số. Đó, khu dân cư mọi người thấy rồi đó. Đường để ngủ thì mọi người có đi xem đất thì xin liên hệ số điện thoại dưới màn hình của em nha. Nhớ đăng ký em để xem bản đường tiếp theo nha.